6. Luận về xuất gia. Phật pháp chính là pháp chung cho cả chín pháp giới, không một ai là chẳng nên tu theo, cũng như không một ai chẳng thể tu nổi. Người trì trai niệm Phật thì nhiều, nhưng tính đến những người có thể làm cho đạo pháp hưng đồng, phong tục thuần thiện, chỉ sợ chẳng được mấy. Những người làm được như vậy càng nhiều càng tốt. Xuất gia làm tăng chính là để gìn giữ cũng như lập bày phương cách lưu truyền đạo pháp của Như Lai. Có những người lập chí hướng thượng, phát bồ đề tâm, triệt ngộ tự tánh, tam học văn tư tu sâu rộng, nhưng lại đặc biệt tán dương tịnh độ, ngõ hầu mau chóng thoát khỏi vòng khổ ải ngay trong một đời này. Chỉ e số người này cũng chẳng được mấy ai, càng được nhiều người như vậy càng tốt. Còn như những kẻ có chút tín tâm, chẳng có đại chí hướng, muốn mượn danh nghĩa tăng sĩ, ăn không ngồi rồi ăn bám nhà Phật, mang danh con Phật, nhưng thật ra chỉ là gã cạo đầu, dẫu chẳng tạo ác nghiệp, cũng đã là hạt giống hư, là phế nhân đối với đất nước. Nếu lại còn phá giới tạo nghiệp, điếm nhục Phật Pháp, dù lúc sống trốn được quốc pháp, chết đi chắc chắn đọa vào địa ngục. Đối với Pháp, đối với mình đều chẳng lợi ích. Một gã như thế còn chẳng nên có, huống chi là nhiều. Cổ nhân bảo xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải hạng loằng xoàng làm được. Đấy chính là lời chân thật, chẳng phải là lời hạ thấp hạng loằng xoàng để đề cao tăng giả đâu. Ấy là vì đối với việc gánh vác gia nghiệp của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, nếu chẳng phải là người phá vô minh khôi phục bổn tánh, hoằng dương pháp đạo lợi lạc chúng sanh, thì sẽ chẳng thể làm được. Này những kẻ làm tăng phần nhiều là hạng thô bỉ bại hoại vô lại, mong được sống an nhàn thảnh thơi. Kẻ chịu trì trai niệm Phật còn chẳng có mấy, huống hồ là người có thể gánh vác gia nghiệp tiếp nối huệ mạng ư? Hiện tại Phật pháp sa sút đến tận đất đen là vì thanh thế tổ thuận trị chẳng xét thời cơ, chẳng tuân Phật chế, thay đổi cách khảo thí tăng sĩ của triều đại trước nhà Minh, bỏ luôn độ điểm, cho phép ai nấy tùy ý xuất gia, gây thành mối tệ vậy. Cho tùy ý xuất gia đối với bậc thượng sĩ thật là có lợi ích lớn, nhưng đối với kẻ hạ căn lại là sự tổn hại rất lớn. Nếu như toàn thể thế gian đều là bậc thượng sĩ, cố nhiên pháp tắc này rất hữu ích đối với đạo pháp. Thế nhưng bậc thượng sĩ hệt như vảy lân, kẻ hạ căn nhiều như lông bò, chỉ tạm hữu ích ngay trong lúc ấy. Từ đầu nhà Thanh cho đến thời Càn Long, thiện tri thức nhiều như rừng, nên bảo là hữu ích, họa lan sâu hậu thế. Cho đến hiện tại, mối tệ ô tạp lạm dụng đã đến mức cùng cực, dù có thiện tri thức muốn chỉnh đốn một phen cũng chẳng thể làm gì được, chẳng đáng buồn ư? Từ giày về sau, người xuất gia điều thứ nhất là phải thật sự phát khởi đại bồ đề tâm, tự lợi lợi tha. Thứ hai là phải có thiên tư hơn người mới cho xuống tóc, không vậy không được. Còn người nữ có tín tâm, hãy bảo họ tu hành tại gia, vạn vạn phần chẳng nên để họ xuất gia, chỉ sợ gặp phải kẻ phóng túng khiến Phật môn bị ô uế bại hoại chẳng nhỏ. Nếu người nam tu hành thật sự, xuất gia càng dễ, bởi họ tham phòng tri thức, y chỉ tùng lâm nào cũng được. Người nữ dù là bậc chân tu xuất gia cũng khó, bởi lẽ làm gì cũng dễ bị miệng đời gièm xiềm, việc gì cũng khó thể tùy ý được, chọn lựa để thế độ người. Chẳng độ ni chúng như thế chính là nghĩa lý trọng yếu bậc nhất để hộ trì Phật Pháp, chỉnh lý pháp môn trong đời mạt vậy. Người đời này hay coi xuất gia như một phương cách sống trốn tránh, lười nhác, an nhàn, tệ nhất là kẻ không còn danh lộ nào khác, lấy xuất gia làm kế sống trộm qua ngày. Bởi thế, người xuất gia hiện tại đa phần là hạng vô lại, đạo pháp bị quét sạch sành sanh, đều là vì hạng xuất gia bại hoại như thế gây nên nỗi cả. Tăng nhân đời nay có thể khiến người khác tin tưởng nổi. Này đã truy điệu tăng nhân, lẽ nào lại phỉ báng tăng nhân? Nếu nêu lên những điều tốt lành của họ để răn nhắc những kẻ bất thiện thì chẳng mắc lỗi gì. Nhưng nếu mình đã thuộc vào hàng học trò thì việc răn nhắc cũng nên trầm trước. Việc răn nhắc ấy chỉ hàng đức cao vọng trọng mới thực hiện được, chẳng phải là việc nên làm của loài chim non miệng vàng vậy. Hàng xuất gia nếu chẳng phải chân tu, tập khí đầu đường xó chợ còn tệ hơn kẻ tục. Nếu muốn xa lìa tập khí ấy thì trước hết phải hiểu rõ hết thảy các pháp thế gian đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, thì ba độc tham sân si không cách nào khởi lên được. Nếu vẫn chưa chế ngự chúng được, hãy dùng chung thứ nhẫn nhục để đối trị, ắt chúng sẽ tự dứt. Nếu vẫn chưa dứt thì phải tưởng mình như đã chết, tự nhiên vô biên phiền não sẽ hóa thành thanh lương.
Chỉ hạng thích tử chúng ta mới lấy việc thành đạo lợi sanh làm cách báo ân tối thượng, chẳng những báo đền cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Chẳng những chỉ hiếu kính khi cha mẹ còn sống, mà còn phải độ tát linh thức của cha mẹ khiến họ được vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Vậy thế mới nói đạo hiếu của nhà Phật ẩn mật khó sáng tỏ ra vậy. Tuy nhiên đạo hiếu của nho gia lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu, như đạo thích từ biệt cha mẹ đi xuất gia, có phải là chẳng đoái hoài đến việc phụng dưỡng cha mẹ chăng? Phật chế định xuất gia phải thưa cùng cha mẹ, nếu có anh em con cháu để gửi gắm cha mẹ mới được bẩm thỉnh với cha mẹ có đồng ý mới được xuất gia, nếu không chẳng chấp thuận cho kẻ ấy được xuống tóc. Sau khi xuất gia xong, nếu như anh em gặp biến cố, cha mẹ không chỗ nương nhờ, người xuất gia cũng được phép chia sớt y bát để phụng dưỡng song thân. Vì thế mới có gương thơm hiếu dưỡng với mẹ của Ngài Trường Lô. Ngài Trường Lô Trách Thiền Sư Đại Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi cha mẹ họ Trần, được bảo bọc nơi nhà cậu. Đến lúc lớn, sư thông suốt sách vở thế gian, năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa yếu chỉ nhà thiền, sau trụ trì chùa Trường Lô, đón mẹ về ở phòng phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ suốt 7 năm trời. Bà mẹ niệm Phật qua đời, xem sự tích này trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chuyện lạ chôn cha của Ngài Đạo Phi. Đạo Phi thuộc hoàng tộc nhà Đường, người Trường An. Mới vừa đầy năm cha bỏ mình vì việc nước, 7 tuổi xuất gia, đời loạn lạc, gạo thóc đắt đỏ. Sư bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn tự nhịn ăn khất thực nuôi mẹ. Năm sau sư đến chiến trường Hoắc Sơn thu nhặt xương trắng, chí thành tụng niệm kinh chú cầu tìm được xương cha. Mấy ngày sau xương cha trồi lên giữa đống xương, hiện ngay trước mặt Ngài Đạo Phi. Ngài bèn bọc lấy xương tàn úp về chôn cất, xem trong Tống Cao Tăng Truyện. Bởi thế kinh dạy công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống phải khéo léo khuyên dụ trì trai niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cha mẹ mất rồi dùng công đức đọc tụng tu trì của chính mình, luôn chí thành hồi hướng cho cha mẹ, ngõ hầu cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, mãi mãi giã biệt sáu đường, chứng vô sanh nhẫn, đạt đến địa vị bất thoái, độ thoát chúng sanh đến tận cùng đại vị lai, khiến mình lẫn người đều thành đạo chánh giác. Có vậy mới chẳng giống với sự đại hiếu thông thường của thế gian. Xuất gia làm tăng phải vì chuyên trí Phật thừa, đập bày cách duy trì đạo pháp, chứ chẳng phải là chỉ có thành tăng thì mới có thể tu trì Phật pháp. 7. Luận về báng Phật. Hễ ai đời trước quả thật có gieo căn lành, chẳng cần biết là vì học hỏi hay vì cầu đạo, thì đều có thể tạo thành mầm mống đại sự xuất thế. Tham sân si hoặc nghiệp phiền não, các thứ ác báo như tật bệnh liên miên đều là nhân duyên xuất ly sanh tử nhập Phật pháp, miễn sao người ấy tự có thể phản tỉnh hay không. Nếu chẳng thể tự phản tỉnh, đừng kể chi hạng người tầm thường thấp thỏi, bị thế giáo buộc giảng, ngay cả những người như Hối Am, Dương Minh, Tĩnh Tiết, Phóng Ông, vân vân, dù học vấn trình độ, mức tu dưỡng đều kỳ đặc chắc tuyệt, rốt cuộc vẫn chẳng thể triệt ngộ tự tâm, liễu thoát sanh tử. Cái học vấn tu dưỡng sự hiểu biết của họ có thể làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, nhưng vì chẳng thể tự phản tỉnh nên rốt cuộc lại thành chướng đạo. Đủ thấy nhập đạo thật khó, khó còn hơn lên trời nữa. Phật thấy chúng sanh đều là Phật, chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh. Do Phật thấy chúng sanh đều là Phật nên tùy thuận cơ nghi mà thuyết pháp, mong họ tiêu trừ được vọng nghiệp, tự chứng được cái mình vốn sẵn có. Dù hết thảy chúng sanh đều chứng được niết bàn rốt ráo, Phật chọn chẳng thấy mình là người cứu độ, chúng sanh là người được độ, bởi họ vốn dĩ là Phật. Do chúng sanh thấy Phật là chúng sanh nên 95 phái ngoại đạo ở Tây Thiên Ấn Độ cùng bọn nho sĩ cầu nệ dũng tích xứ này, không ai là chẳng dốc sạch tâm lực hủy báng đủ cách mong sao Phật pháp diệt sạch hoàn toàn, chẳng còn tung tích gì thì lòng mới khoái. Nhưng mặt trời chói lọi giữa hư không, toàn dùng hai tay che kín, càng khiến quang minh của Phật pháp càng thêm tỏ rõ, càng bộc lộ cái nông cạn hèn kém của chính mình mà thôi. Người có túc căn do nhân duyên báng Phật bài Phật, bèn lại được quy y Phật pháp làm đệ tử Phật thay Phật Hoằng Dương giáo hóa. Người không túc căn sẽ vì nghiệp lực ấy vĩnh viễn đọa trong a tỷ địa ngục, đợi đến lúc nghiệp báo hết rồi, thiện căn được nghe danh hiệu Phật trong kiếp xưa sẽ phát hiện, nhờ đó mới được nhập Phật pháp, sẽ tạm gieo thiện căn. Đến khi nghiệp tận tỉnh không, hồi phục lại cái mình vốn sẵn có mới thôi.
Phật ân thật là rộng lớn sâu xa cùng cực, chẳng thể hình dung nổi. Một câu gieo vào tâm mãi mãi là hạt giống đạo. Ví như nghe tiếng cái trống có bôi thuốc độc, xa gần đều chết tươi, ăn chút kim cang quyết định chẳng tiêu được. Tin được như vậy mới gọi là chánh tín. Phật pháp không điều nào lớn lao chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng nêu. Ví như một cơn mưa thấm ướt khắp cả, cây cỏ cũng được tươi tốt. Cái đạo tu thân tể gia trị quốc không gì là chẳng đủ. Xưa nay văn trường chỉ thịnh một thời, nhưng công nghiệp đồn lan vũ trụ. Phạm những ai chí hiếu nhân từ ngàn đời cùng ngưỡng mộ. Con người mới chỉ biết dõi theo vết tích, chưa biết tìm đến gốc. Nếu khảo sát kỹ đến cội nguồn, sẽ thấy tinh thần, chí khí, tiết tháo của những vị ấy đều được phun bồi bởi việc học Phật. Chẳng cần phải nhắc tới những chuyện khác, ngay như tâm pháp do hàng thánh nhân Tống Nho để sướng ra, cũng vẫn phải mượn Phật pháp làm khuôn mẫu, huống hồ là những chuyện khác. Bọn Tống Nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế nghĩ chính họ đã phát minh ra tâm pháp ấy, bèn thốt lên những lời báng Phật, hòng khỏa lấp cái tội mượn trộm Phật pháp. Từ Tống sang Nguyên tới Minh không đời nào chẳng vậy. Cứ thử tận tâm khảo sát, không ai là chẳng được lợi ích nơi Phật pháp. Họ giảng về tịnh tọa, giảng về tham cứu, cho thấy họ có dụng công, lâm chung biết trước lúc đi, cười nói rồi qua đời, chính là những điểm biểu lộ cuối cùng của họ. Những mẩu chuyện, những sự tích như vậy chép đầy trong các chuyện ký lý học, nào phải chỉ có một chuyện, học Phật có phải là mối lo cho xã hội hay chăng? Bản thể của Nho và Phật đương nhiên chẳng hai. Về mặt công phu của Nho và Phật, nếu chỉ bản hời hợt sẽ thấy rất tương đồng, nếu bản sâu sẽ thấy khác nhau như trời với đất. Vì sao vậy? Nho lấy thành chân thành làm gốc, Phật lấy giác làm tông. Thành chính là minh đức, cái đức sáng tỏ do khởi, do thành khởi minh, do minh nên có thành, hễ thành và minh hợp nhất sẽ minh minh đức, làm sáng tỏ cái đức sáng ngời. Giác có bổn giác và thỉ giác, do bổn giác mà thỉ giác phát khởi, dùng thỉ giác để chứng bổn giác, thỉ và bổn hợp nhất tức là thành Phật, bổn giác tức là thành, thỉ giác là minh. Nếu thuyết pháp như thế thì Nho và Phật chọn chẳng khác gì nhau. Các hạ bảo mình học Phật, học khổng, thấy lý chẳng ngoài một chương sách đại học là điều quyết định, chẳng còn ngờ vực gì nữa. Đấy chỉ là bản luận một cách nồng cạn. Nếu luận về mặt thứ lớp sâu cạn của công phu tu chứng thì đại đề tương đồng, nhưng sở chứng sở đạt bất đồng rất lớn. Nho chỉ có thể minh minh đức, há có thể đoạn chọn tam hoặc đầy đủ cả phước lẫn huệ như Phật chăng? Há có thể như Bồ Tát chứng pháp thân, phá một phần vô minh, thấy một phần Phật tánh hay chăng? Há có thể như Thanh Văn Duyên Giác đoạn sạch kiến hoặc lẫn tư hoặc hay chăng? Điều thứ ba, dù Thanh Văn chỉ đoạn được kiến tư hoặc là hạng thấp kém nhất, nhưng các ngài đã đắc lục thông tự tại. Bởi thế ngài Tử Bách nói, nếu buông vọng tình xuống được thì dù là vách núi vẫn có thể đi xuyên qua được. Sơ quả còn phải 7 lượt xanh lên trời, 7 lần xanh xuống nhân gian, nhưng đạo lực của các ngài đã đạt tới mức tùy ý chẳng phạm sát giới. Vì thế các ngài đi đến đâu loài trùng giạt ra cả, do đó mới nói sơ quả cải đất, trùng tránh sang 4 tấc, huống hồ là nhị tam tứ quả ư. Hãy khoan nói tới những người học theo Nho giáo cái đã, hãy bàn về thánh nhân thôi. Cố nhiên đa phần thánh nhân là bậc đại quyền thị hiện, không nói tới bổn địa của các ngài. Nếu chỉ căn cứ trên mặt tích, e rằng các ngài còn chưa thể đoạn sạch được kiến hoặc tư hoặc như thế được. Huống hồ là sánh với các vị pháp thân đại sĩ thuộc 40 địa vị phá vô minh chứng pháp tánh ư. Cho dù bảo mình minh đức tạm ngang ngửa với phá vô minh đi nữa, phải nhớ rằng phá vô minh có 41 địa vị, mình minh đức có ngang bằng được với địa vị đầu tiên là sơ trụ hay chăng, có ngang bằng được với địa vị cuối cùng là đẳng giác hay chăng. Dù mình minh đức có ngang ngửa với địa vị đẳng giác đi nữa, đối với minh đức vẫn chưa thể minh đến cùng cực được, phải đến khi phá được một phần vô minh mới đáng gọi là thành minh hợp nhất thì bổn vô nhị vậy. Do lẽ đó tôi nói, xét về thể thì đồng, nhưng phát huy công phu chứng đạt chẳng đồng. Người đời vừa nghe nói đồng bèn tưởng Nho giáo bao gồm trọn Phật giáo, nghe nói khác bèn tưởng Phật giáo hoàn toàn khác với Nho giáo. Họ chẳng biết đến nguyên ủy, đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng đồng. Bởi thế cứ tranh luận tương bừng, ai nấy lo bảo vệ môn đỉnh của mình, ai nấy đều đánh mất tấm lòng trị thế độ nhân của Phật Bồ Tát cả. Kể từ khi Đại Pháp truyền vào Trung Quốc, thế phương các đời không ai chẳng sùng phụng Phật giáo, chỉ có Tam Võ hủy diệt Phật giáo.
nhưng người kế vị lại hưng thạnh Phật giáo, ví như tiết đông đông cứng lại chắc nịch để thành tựu vẻ tươi tốt xum xuê cho tiết xuân tiết hạ. Mặt trời trói lọi giữa hư không, toan dùng hai tay che lấp, ngửa mặt khạc nhổ trời, chính mình bị dây bẩn. Tam võ là Ngụy Thái Võ, Châu Võ Đế, Đường Võ Tông. Thoạt đầu họ đều thâm tín Phật Pháp, dốc ý tu tập. Ngụy Thái Võ tin lời sàm hoặc của Hoắc Đạo, Châu Võ Đế tin lời sàm tấu của Vệ Nguyên Tung, Đường Võ Tông tin lời vu bán của Lý Đức Dụ và đạo sĩ Triệu Quy Chân. Hủy diệt Phật Pháp chưa lâu la gì, cả người chủ sướng lẫn kẻ tán trợ đều mắc phải gương họa cùng cực. Ngụy Võ Đế phế Phật rồi chưa đầy 5-6 năm, Hoắc Hạo bị diệt tộc, bản thân Ngụy Võ Đế cũng bị ám sát, còn lên nối ngôi lại ra sức phục hưng Phật giáo. Sau khi Châu Võ Đế phế Phật, Nguyên Tùng bị biếm chất và xử tội chết. Khoảng 5-6 năm sau, vua thần mắc ác tật, khóc mình lở loét chết chưa đầy 3 năm. Tùy Văn Đế lên ngôi lại phục hưng Phật giáo. Đường Võ Đế phế Phật rồi chưa đầy 1 năm sau, Quy Chân bị tru lục, Đức Dụ chết trên đường bỏ trốn, Võ Tông uống kim đan của đạo sĩ dâng, lưng nổi nhọt loét mà chết, Tuyền Tông lại phục hưng Phật giáo. Tống Huy Tông lúc đầu cũng thâm tín Phật Pháp, sau nghe lời yêu vọng của đạo sĩ Lâm Đình Tố, bắt đổi tượng Phật thành hình tượng đạo giáo, xưng Phật là Đại Giác Kim Tiên, gọi Tăng là Đức Sĩ, bắt Tăng mặc áo đạo sĩ. Mỗi khi làm lễ, Tăng phải ngồi phía sau đạo sĩ, hạ chiếu chưa lâu, kinh thành bị lụt lớn khác gì hồ biển. Vô tội hoảng sợ, sai Đình Tố trị thủy, càng phủ phép nước cán dâng tràn. Chợt có bậc đại thánh Tăng Già xuất hiện trong cung cấm, vua đốt hương ban nài, Tăng Già chống tích trượng lên mặt thành, nước liền rút sạch, vua liền hạ chiếu, phục hồi quy chế Phật giáo như cũ. Chưa đầy 6-7 năm sau, cha con cùng bị giặc Kim bắt đi, Nghệ Kim phong Huy Tông làm Hôn Đức Hầu, Khâm Tông làm Trọng Hôn Hầu, cha con cùng chết tại thành Ngũ Quốc. Phật là đại sư ba cõi, cha lành cả bốn loài, bậc thánh của các thánh là trời trong trời, dạy người bỏ vọng về chân, nghịch trần hợp giác, dứt trừ hoặc nghiệp viễn vọng, khôi phục tâm tánh vốn sẵn có. Cảm ơn báo đức hộ trì lưu thông Phật Pháp còn chưa đủ, cuối khổ là cậy vào thế lực nhất thời, đoạn diệt huệ nhãn của chúng sanh, cắt đứt con đường bằng phẳng của trời người, đào hố sâu địa ngục, ắt chuốc quả báo nhãn tiền, luân hồi muôn kiếp để tiếng xấu cho đời. Thật đúng là tấm gương đành dành vậy. Cái rộng dày cao sáng nhất trong thế gian không gì bằng trời đất nhật nguyệt. Nhưng mặt trời chính ngọ rồi phải xế bóng, trăng tròn rồi phải khuyết, bờ cao sụp thành hang, hang sâu đùn thành gò, bỉa xanh biến thành ruộng dâu biến thành bỉa xanh. Xưa này bậc đạo cao đức trọng, không ai bằng Khổng Tử, vẫn bị tuyệt lương ở đất trần, bị hãm nơi đất khuông, chu du các nước chẳng gặp được vua hiền. Chỉ có một đứa con tuổi vừa 50 đã chết mất, may còn một cháu để duy trì dòng dõi. Từ đấy tính xuống, Nhan Uyên đoản mạng, Nhiễm Bá Nghiêu cũng đoản mạng, Tử Hạ bị mù, Tả Khô Minh cũng bị mù, Khuất Nguyên trầm mình dưới sông. Khuất Nguyên tận trùng bị gian thần sàm tấu, về sau vì Sở Hoài Vương bị vua Tần bắt giữ, ông khôn ngằn phẫn uất nhưng chẳng làm gì được, để tự trầm nơi sông Bích La vào ngày mồng 5 tháng 5, Tử Lộ bị bầm nát như tương Tử Lộ, làm quan ở nước Vệ. Vệ Khoái Công hồ đồ bị con giành ngôi, Tử Lộ tử nạn, bị địch quân bầm nát nhừ. Trời đất nhật nguyệt còn chẳng thể thường hằng bất biến, đại thánh đại hiền cũng chẳng thể chỉ gặp tỏa thuận lợi chẳng có nghịch cảnh, chỉ những ai biết vui theo mạng trời, dù gặp cảnh ngộ nào cũng đều an vui cả. Thế nhưng mấy trong ngàn năm sau, từ thiên tử cho đến thứ dân, không ai là chẳng kính ngưỡng những vị ấy. Nếu cứ dựa trên tình cảnh khi ấy mà luận, tự hồ họ chẳng có phước báo gì. Nhưng nếu dựa trên đạo hạnh lưu truyền hậu thế để luận, ai có phước hơn nổi những vị ấy chăng? Người sanh trong cõi đời ngàn tính vạn toán, làm đủ mọi chuyện xét đến cùng cực, chẳng qua chỉ để thân mình no ấm, con cháu quý hiển mà thôi. Thế nhưng vải thô cũng che được thân, cần gì phải lượt là the vóc, miệng dùng rau dưa cho qua bữa, cần gì phải cá thịt hải sản. Con cháu thì hoặc đọc sách, hoặc cấy cày, hoặc buôn bán để tự nuôi thân, cần gì phải giàu đến trăm vạn. Và những kẻ mưu tính sao cho con cháu được giàu sang đến vạn đời, chắc không ai hơn được Tần Thủy Hoàng. Vua Tần thôn tính 6 nước, đốt sách chôn nhỏ sĩ, thầu binh khí trong thiên hạ, đúc thành chuông lớn, không điều nào chẳng nhằm mục đích khiến dân ngu yếu chẳng thể làm loạn được. Nào ngờ Trần Thiệp vừa đứng lên, quần hùng đua nhau nổi dậy,
Họ Tần thống nhất Sơn Hà chưa quá 12-13 năm, thân đã diệt, nước đã mất, con cháu bị Chu Lục hết sạch. Các nào cắt cỏ nhổ tận rễ, không còn chút gì nữa. Muốn cho con cháu được an lạc, hóa ra lại khiến chúng mau bị chết sạch hết cả. Tào Tháo làm thừa tướng thời Hán Hiến Đế, chuyên quyền. Bất cứ điều gì hắn làm không ngoài mục đích giảm thế lực của vua, tăng oai quyền cho mình. Mong sau khi mình chết đi, con mình sẽ xưng đế. Vừa chết đi, Tào Phi liền xoán ngôi, thay cha chưa liệm. Phi đã chuyển hết các phi tần của cha sang cung mình. Tào Tháo chết đi, đã mãi trong ác đạo hơn 1.400 năm. Đến đời vua Càn Long nhà Thanh ở Tô Châu có kẻ mổ heo, thấy trên gan phổi có hai chữ Tào Tháo. Có kẻ láng giềng trông thấy sanh lòng hoảng sợ lớn liền xuất gia, pháp danh là Phật An, nhất tâm niệm Phật liền được vãng sanh Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiển Lục. Tào Tháo phí sạch tâm cơ mưu tính cho con cháu, vì còn hắn được làm hoàng đế nhưng chỉ ở ngôi được 45 năm liền bị diệt quốc, hàng ngày lại còn phải đánh nhau với Đông Ngô và Tây Thục, có bao giờ được hưởng một ngày an vui đâu. Tiếp đó hai nhà Tấn, Tây Tấn và Đông Tấn, Tống Tề Lương Trần Tùy và các nhà Lương Đường Tấn Hán Châu thời Ngũ Đại đều chẳng trường cửu, tựu chung nhà Đông Tấn tồn tại lâu dài nhất, nhưng chỉ được 103 năm, các triều khác thì hoặc là 2-3 năm, hoặc 8-9 năm, 10 năm, 20 năm, 40 năm, 50 năm rồi đến diệt vong. Đây mới chỉ cả những triều đại chánh thống, còn như những kẻ chiếm cả lãnh thổ, ngụy xưng vương triều số ấy nhiều lắm, tồn tại còn ngắn ngủi hơn nữa. Xét cái tâm thuở đầu của họ, không ai là chẳng muốn cho con cháu được an lạc, phú quý tôn vinh, xét đến kết quả thực sự, lại khiến cho con cháu càng mau gặp phải kiếp nạn, bị Chu Lục diệt môn tuyệt tộc, dù quý như thiên tử, giàu có như bốn biển. Vẫn chẳng thể giữ cho con cháu đời đời hưởng phước, huống chi kẻ phàm phu trơ trụi. Từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp đã tạo còn dày hơn đại địa, sâu hơn biển cả. Có đảm bảo gia đạo thường hưng thạnh, chỉ có phước không tai ương chăng? Phải biết rằng, muôn pháp trong thế gian thảy đều hư giả, chọn chẳng chân thật, như mộng, như huyễn, như bọt nước, như bóng dáng, như sương móc, như ánh chớp, như bóng trăng in trong nước, như hoa đốm trên không, như ánh nước dọn lúc trời nóng, như thành Càn Thát Bà. Càn Thát Bà là tiếng Phạn, Hán dịch là Tầm Hương, là nhạc thần của thiên đế. Thành trì của họ huyễn hiện chẳng thật, như ta thường nói, thần lâu hải thị vậy. Chỉ có mỗi một niệm tâm tánh của chính mình, hằng cổ, hằng kim, xưa nay luôn thường hằng chẳng biến chẳng hoại, tuy chẳng biến hoại nhưng thường tùy duyên, do ngộ tịnh duyên liền thành thanh văn, thành duyên giác, thành Bồ Tát, thành Phật, do công đức sâu hay cạn mà quả vị cao hay thấp, do mê nhiễm duyên thì sanh lên trời, sanh trong nhân gian đọa vào tu la, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục, do tội phước nặng hay nhẹ mà có khổ hay vui, thời gian thọ quả có dài hay ngắn. Nếu là kẻ chẳng biết Phật Pháp, chẳng biết làm cách nào được. Ông đã sùng tín Phật Pháp, sao chẳng do nghịch cảnh ấy, nhìn thấu tướng trạng thế gian, bỏ mê nhiễm duyên, theo ngộ tịnh duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, cao đăng quả vị tứ thánh, há chẳng phải là nhờ cái họa nhỏ này, mà thường hưởng phước lớn ư? Phật ân thật là rộng lớn, trọn khắp chẳng có cùng tận. Vì sao nói thế? Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, nhưng vì mê chẳng ngộ, đến nỗi lại đem sức công đức Phật tánh ấy dùng lầm vào sánh sáu trần cảnh, khởi tham sân si tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp thọ báo, trải kiếp dài lâu luân hồi lục đạo, chọn chẳng có ngày ra. Trong những kiếp xưa, Phật đã biết rõ điều này, bèn phát đại nguyện muốn cho hết thảy chúng sanh trong khắp các pháp giới, tận cõi hư không cùng ngộ được Phật tánh sẵn có, cùng thoát luân hồi sanh tử, cùng thành đạo vô thượng chánh giác, cùng nhập vô dư niết bàn. Từ đấy, vì chúng sanh trong khắp pháp giới, ngài trải kiếp dài lâu, hành đạo Bồ Tát, không việc gì có lợi ích, mà Phật chẳng đề cao, tu chọn lục độ, chẳng chấp trước một pháp nào. Hành hạnh khó làm, nhẫn được chuyện khó nhẫn, Phật bố thí quốc thành vợ con, đầu mắt tủy não, không tiếc nuối gì. Vì thế, Kinh Pháp Hoa nói, ta thấy Đức Thích Ca Như Lai trong vô lượng kiếp, hành hạnh khó, hạnh khổ. Tinh công chứa đức cầu Bồ Tát đạo chưa từng dừng nghỉ, xem khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí chẳng có chỗ nào nhỏ bằng hạt cải, mà chẳng phải là chỗ Bồ Tát xả thân mạng vì chúng sanh cả, sau đấy mới được thành Bồ Đề đạo. Chỉ một hạnh bố thí dù thọ cả kiếp, còn chẳng thể nói hết.
Huống hồ là các hạnh khác như trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và tứ nhiếp vạn hạnh ư? Mãi cho đến khi hoặc nghiệp hết sạch, phước huệ viên mãn, triệt chứng tự tâm, thành đạo vô thượng, Phật bèn vì khắp các chúng sanh giảng pháp mình đã chứng, chỉ vì để ai nấy đều chứng được pháp Ngài đã chứng. Thế nhưng thượng căn ít ỏi, trung căn hạ căn lại nhiều, cho nên Phật lại tùy cơ lập giáo, khiến ai nấy tùy Phật được lợi. Đến khi việc một đời đã xong, Phật bèn nhập Niết Bàn nhưng vẫn chẳng bỏ tấm lòng đại bi, lại thị hiện thành chánh giác trong thế giới khác để tiếp tục tế độ. Phật thị hiện sanh trong cõi này hay cõi khác như thế, chẳng thể dùng toán số thí dụ để tính được nổi. Ví như vầng mặt trời chói lọi vì chiếu thế gian nên mọc lặn chẳng ngừng, cũng như người đưa thuyền vì đưa người qua sông nên qua lại chẳng ngừng. Phật nghĩ thương xót chúng sanh từ vô thủy trước đến tận vị lai sau, trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới đến lục đạo phàm phu, không một ai chẳng thuộc trong vòng đại bi thệ nguyện của Ngài. Ví như hư không bao trùm hết thảy, từ sông la vạn tượng cho đến trời đất đều bị hư không bao trùm cả, cũng lại như ánh sáng mặt trời chiếu khắp muôn phương. Dù kẻ sanh manh trọn đời chẳng thấy được ánh sáng, vẫn được ánh mặt trời soi tới, được sống đúng nghĩa con người. Nếu như không có ánh mặt trời chiếu thấu, sẽ chẳng có duyên sanh sống được vậy. Như vậy thì nào có phải là cứ phải đích thân thấy được ánh sáng thì mới được thọ ân ư? Kẻ thế trí biện thông đem cái hiểu biết cầu nệ rỗng tuếch của mình để chê bai phản bác Phật Pháp, bảo là Phật Pháp làm hại thánh đạo, dối đời lừa người, chọn chẳng khác gì kẻ sanh manh chửi mặt trời, bảo mặt trời chẳng có quang minh. Hết thảy ngoại đạo đều lấy trộm nghĩa lý trong kinh Phật, rồi làm như chính đạo mình có giáo nghĩa ấy. Còn có kẻ còn trộm danh Phật Pháp để hành tà Pháp. Do đó ta biết rằng Phật Pháp chính đạo gốc của mọi Pháp thế gian, xuất thế gian. Ví như biển cả chảy ngầm dưới mặt đất, những chỗ đầy ắp nước chảy thành dòng thì là vạn con sông, nhưng không con sông nào lại chẳng đổ vào biển cả. Những kẻ báng Phật kia phải đâu là báng Phật mà là báng chính mình đó, bởi là một niệm tâm tánh của họ toàn thể là Phật. Từ đầu Phật đã dùng bao cách thuyết pháp giáo hóa như thế, những mong họ bỏ mê vẻ chân, tự chứng Phật tánh chính mình sẵn có mới thôi. Do Phật tánh đáng tôn trọng nhất, đáng yêu tiếc nhất, nên Phật chẳng hề tiết công như vậy. Dù họ chẳng tin nhận, Phật cũng chẳng nỡ buông bỏ. Nếu như chúng sanh chẳng sẵn có Phật tánh, chẳng kham làm Phật, nhưng Phật cứ uổng công bảy cách như thế, thì Phật chính là kẻ si đại bậc nhất trong thế gian, mà cũng là kẻ đại vọng ngữ bậc nhất trong thế gian. Lẽ nào tám bộ trời rồng tam thừa thánh hiền lại cùng chịu hộ vệ y chỉ Phật ư? Phật xem hết thảy chúng sanh giống như con một, yêu thương không thiên vị ai, luôn muốn cho chúng sanh được độ thoát, vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật. Bởi thế dù là hạng nhất xiền đề, tuyệt chẳng có tín tâm, Phật không hề có một niệm buông bỏ. Nếu đúng cơ duyên, họ sẽ tự sanh lòng tin, quy y y giáo, tuy chỉ ngõ hầu, đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Kinh Lăng Nghiêm nói, mười phương Như Lai thương xót chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con bỏ trốn, mẹ dù nhớ cũng chẳng làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, từ đời này sang đời khác, mẹ con chẳng hề xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, thì trong hiện tại hoặc trong tương lai, nhất định thấy Phật cách Phật chẳng xa, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có vô lượng trăm ngàn và ước chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm này nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền lập tức xem xét âm thanh ấy, khiến họ đều được giải thoát. Kinh còn chép, vị Quán Thế Âm Bồ Tát này hay ban cho sự không sợ hãi, cho những chỗ hoảng sợ nạn gấp, nên thế giới xa bà này đặt tên cho Ngài là Thí Vô Úy. Ấy là vì xét về thể thì tâm của chúng sanh và tâm của Phật Bồ Tát chẳng khác gì nhau. Chỉ vì chúng sanh mê muội trái giác theo trần, đến nỗi đầy kia ngăn cách chẳng được trở che. Nếu như trái trần xuôi giác, một dạ xưng danh sẽ tự nhiên cảm ứng đạo giao. Phật Bồ Tát dù lòng từ giác bị, dù gặp hiểm nạn cũng thành yên vui. Điều trọng yếu trong việc học đạo là đối trị tập khí. Thường có kẻ học vấn càng sâu, tập khí càng thành. Ấy là vì coi học đạo giống như học nghề, cho nên càng học nhiều càng nghịch đạo. Đó chính là cội nguồn khiến cho cả nho lẫn thích trong nước ta cùng suy cả. 8. Đoạn về đạo thầy trò. Những mối quan hệ lớn ngũ luân trong đời người tính ra chỉ có 5, tức là vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng, bạn bè. Cha sanh thầy dạy vua nuôi, ba mối quan hệ này tương đương nhau. Sao trong ngũ luân chẳng kể đến thầy? Chẳng biết rằng thầy có đức tánh giáo huấn ta thành người nên thầy cũng như cha,
Kế đến có công khuyên dụ khen thưởng khuyến khích để ta được thành tài như thầy cũng như anh. Vì thế Mạnh Tử nói thầy là cha anh. Tiếp đó thầy khiến ta mở mang đôi bên cùng được lợi ích như hai vầng trăng chiếu lẫn nhau, hai tay vịn vào nhau nên thầy cũng như bạn. Trong chữ bằng hữu bằng gồm hai chữ Nguyệt ghép lại, chữ hữu giống như hai tay vịn vào nhau. Bởi thế nhà Phật hay nói tầm sư phòng hữu, tìm thầy kiếm bạn. 9. Luận về giới luật. Pháp môn dù nhiều nhưng tất cả gồm trọn chẳng sót trong ba môn giới định huệ. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói nhiếp tâm là giới, do giới sanh định, do định phát huệ, do vậy gọi là tam vô lậu học. Nhưng trong ba môn này chỉ có giới là trọng yếu nhất. Bởi lẽ trì giới chính là chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Hạnh ấy gần với Phật, tâm ấy chẳng đến nỗi trái nghịch với Phật. Vì thế trong kinh Phạm Võng, Đức Như Lai vì chúng sanh nói lời bảo chứng rằng ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Nếu tin được như vậy thì giới phẩm đã đầy đủ. Ngài còn nói chúng sanh nhận lãnh giới của Phật là nhập vào địa vị Phật. Địa vị đã giống như đại giác rồi, thật sự là các con của Phật. Vì thế một pháp trì giới chính là đạo trọng yếu đệ nhất để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử vậy. Chữ luật chẳng chỉ riêng những hành vi thô phù mà thôi. Nếu chẳng chú trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành thì vẫn là phạm luật. Nhân quả là cốt tủy của luật. Ai chẳng biết nhân quả là và khinh mạn nhân quả đều là phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm động niệm thường phù hợp với Phật thì luật giáo thiền tịnh đều cùng thực hành cả. 10. Luận về kinh điển. Nếu ai thiên tư thông minh mẫn tiệp thì nghiên cứu tánh tướng các tông chẳng trở ngại gì, nhưng phải lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ nương tựa quay về mới khỏi đến nỗi có nhân không quả, khỏi lâm vào cảnh biến diệu pháp điếu sanh tha tử thành lời lẽ bàn xuông cửa miệng, không cách gì được lợi ích thật sự. Phải nên chú trọng lòng kính, gìn giữ lòng thành, xem kinh tượng như Đức Phật sống chẳng dám khinh nhờn chút nào, mới hỏng do lòng thành của chính mình lớn nhỏ thế nào mà sẽ đạt được các lợi ích sâu hay cạn. Những người căn cơ chậm lụt chỉ nên chuyên nghiên cứu pháp môn tịnh độ. Nếu thật sự tin đến nơi giữ thật vững sẽ quyết định liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, siêu phàm nhập thánh, so với những kẻ thông hiểu kinh luận sâu xa nhưng chẳng thực hành pháp môn tịnh độ kia, sự lợi hại khác xa hệt như trời với đất vậy. Đối với những kẻ vừa nói trên, chẳng cần biết tư cách như thế nào, trước hết cứ cho dùng liều thuốc một vị này thì bất luận là tà chấp kiến giải lầm lạc ngã mạn phóng túng đến đâu để cao thánh cảnh nhưng tự mình đành ở địa vị kém cỏi, đều do thuốc A Già Đà một vị trị chung vạn bệnh này, không một ai là chẳng dứt khoát lành bệnh cả. Phật pháp uyên thâm, kẻ đại thông minh dù tận hết tâm lực bình sanh vẫn còn có chỗ chưa thể nghiên cứu tường tận được. Nhưng Phật pháp tùy cơ lập giáo, nếu muốn hưởng lợi ích thật sự thì hãy nghiên cứu tu trì pháp môn đặc biệt siêu việt lạ lùng là tịnh độ. Đây thật sự là con đường trọng yếu, tốn ít tâm lực vậy. Việc giảo đính kinh điển chẳng phải là chuyện dễ dàng, chỉ sợ thầy chẳng rảnh rỗi đến thế. Nếu ủy nhiệm người khác làm, kẻ đó phải là người kiến thức lỗi lạc thập phần tỉ mỉ, xem suy kỹ càng đôi ba lượt, tra cứu kỹ lưỡng mới có thể đính chính những chỗ chép lầm, trừ sạch những điểm dở tệ khiến thiên chân được tỏ bày triệt để. Nếu không sao chẳng cứ theo đúng dạng vẽ hồ lô, mai già chẳng đánh mất sự chân xác sẵn có. Một bộ kinh Hoa Nghiêm là vua của Tam Tạng, phẩm cuối cùng quy kết đặt nặng nguyện vương, nên tôn trọng kinh Hoa Nghiêm nhưng chớ xem thường các kinh khác, vì các kinh đại thừa đều lấy thật tướng làm bản thể. Hoa Nghiêm vĩ đại vì là đại pháp xứng tánh cực đàm, vượt ngoài các giới, chẳng thấu nhiếp các pháp nhị thừa. Điểm huyền diệu của kinh Pháp Hoa là hội tam quy nhất, gồm ba thừa về một thừa, khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn. Tông Thiên Thai cho rằng Pháp Hoa thuần viên độc diệu, Hoa Nghiêm vẫn còn nói kèm quyền pháp. Chữ quyền pháp chỉ các địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Nhưng trong hội Pháp Hoa, Phật khen ngợi Pháp Hoa là vua của các kinh. Trong hội Hoa Nghiêm, Phật cũng khen như thế. Lẽ nào kẻ hoàng kinh đời sau cứ nhất định phải căn cứ vào năm bộ lớn để phân định kinh này cao, kinh kia thấp, chẳng chấp nhận kinh nào cũng có những điểm riêng đáng khen ngợi hay sao? Kẻ tu thiền, ca tụng thiền, người tu tịnh độ, tán dương tịnh độ, nếu không sẽ chẳng thể khiến người khác sanh chánh tín, khiến người khác kính ngưỡng. Chỉ nên khéo hiểu ý nghĩa mỗi kinh, đừng vướng vào từ ngữ mà lạc mất ý nghĩa. Mạnh Tử xưng tụng Khổng Tử là bậc thánh chưa từng có trong loài người. Khổng Tử thấy Vua Nghiêu trong canh, thấy Vô Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng, lòng mong mỏi hâm mộ ba vị thánh của ngài sao
mà chí thành đến mức cùng cực như thế ấy. Tổ thiện đạo dạy người nhất tâm chỉ danh, đừng tu tạp nghiệp, là vì sợ kẻ trung căn hạ căn, do tạp nghiệp tâm sẽ khó quỷ nhất. Cho nên Ngài dạy chuyên tu, Tổ Vĩnh Minh dạy người muôn điều thiện cùng tu và hồi hướng tịnh độ, vì là sợ hành nhân thượng căn thiên chấp đến nỗi phước huệ chẳng thể xứng tánh viên mãn. Cho nên Ngài dạy viên tu, tu chọn khắp, kinh rách nát chẳng thể tu bổ được nữa, nếu đốt đi cũng không có lỗi gì. Nhưng nếu thấy còn có thể tu bổ được thì đừng nên đốt đi. Nếu chẳng biết lẽ biến thông, cứ một mực chẳng dám thiêu, thì kinh ấy rốt cuộc chẳng thể xem được, cũng chẳng thể cất giữ như kinh còn tốt, lại trở thành khinh nhờn. Cái lỗi khinh nhờn ấy gây hại cho người lắm, há chẳng nên biết đến lẽ quyền biến hay sao? Trong các thứ thuốc đối chứng trị bệnh cho người hiện tại, nhân quả là vị thuốc bậc nhất, pháp tịnh độ là pháp nên tu bậc nhất. Bất luận căn tánh nào chẳng thể không trước tiên tìm tòi học hỏi pháp nhân quả, pháp tịnh độ. Còn về giáo tướng phải chọn lựa người mà giảng giải, bởi những người học ai nấy đều có những điều phải học riêng. Phật học chỉ là học kèm theo mà thôi. Nếu là kẻ căn cơ nồng cạn, ắt sẽ chuyên chú vào giáo tướng, quang tịnh độ ra sau ót, đến nỗi rốt cuộc thành hữu nhân vô quả. Nên cho nên chớ giảng dạy chẳng xứng với căn cơ. Này, trong số những người tôn sùng tướng tông cũng có tệ nạn ấy. Người đề xướng học tướng tông chẳng thật sự vì liễu sanh thoát tử, mà chỉ nhằm thông hiểu pháp tướng để có thể giảng nói mà thôi. Nếu như những kẻ đó hiểu dùng tự lực để liễu sanh tử là chuyện khó, ắt sẽ chẳng chuyên chú vào việc đó, tức là chỉ lo học cho hiểu tướng tông rồi bỏ qua pháp tịnh độ không thèm hỏi tới, hoặc còn chê bai là pháp nông cạn nữa. Những kẻ ấy đều thuộc loại ham cao trộm trội, nhưng chẳng biết thế nào là cao trội cả. Nếu thật sự biết, dù có bị giết cũng chẳng chịu bỏ qua pháp môn tịnh độ, cứ cực lực tu hành học đạo, thật là khó lắm vậy. Chúng sanh căn khí bất nhất, Như Lai từ bi vô lượng, nếu ai thật sự chân thật chí thành cung kính niệm Phật thì đến lúc lâm chung tự sẽ có những chuyện chẳng mong ngỏ mỏi mà tự nhiên đạt được. Những lời lẽ của Ngài Tử Bách, Ngài Hám Sơn rất là thân thiết, nhưng hai vị đều là bậc tri thức trong tông môn. Nếu đem những lời đó nói với những người thật sự có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì sẽ có ích. Nhưng nếu nói với người chỉ có chút thiện căn, chưa thể chuyên tu, thì họ sẽ nghĩ chuyện sành tây vượt quá khả năng của họ. Từ đó họ sẽ đánh trống, lùi, thuyết pháp chẳng phù hợp căn cơ, sẽ thành lời nói suông, đúng là như vậy đó. Pháp môn niệm Phật lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông, lấy Bồ Đề tâm làm căn bản, lấy tâm này làm Phật, tâm này là Phật làm thật nghĩa, nhân thấu biển quả, quả tột nguồn nhân, lấy nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối làm công phu tối thiết yếu để hạ thủ, lấy đó mà hành. Và nếu tứ hoằng thệ nguyện lại chẳng để tâm, thì tâm sẽ hợp với Phật, tâm hợp với đạo, ngay trong đời này dự vào dòng thánh, lâm chung lên ngày thượng phẩm, chẳng uổng cái đời này vậy. 11. Luận về trung ấm. Trung ấm tức là thần thức, chẳng phải là thần thức biến thành trung ấm, thế tục gọi là linh hồn. Những thứ trung ấm cứ 7 ngày lại một lần sống chết, 49 ngày ắt sẽ đầu thai, chẳng nên chấp mê. Trung ấm có sống chết là do vô minh trong tâm biến hiện tướng sanh diệt. Đừng ngây ngô tưởng trung ấm thật sự có sống chết như người trong thế gian. Trung ấm thọ sanh nhanh thì như trong khoảnh khẻ móng tay liền vào tam đổ lục đạo, chậm thì đốn đến 49 ngày hoặc lâu hơn 49 ngày, vân vân. Người mới chết mà có thể khiến người quen biết trông thấy vào ban ngày hay ban đêm, tiếp xúc với hoặc trò chuyện với người đó, thì chẳng riêng gì trung ấm mới làm được như vậy. Ngay cả những người đã thọ sanh trong đường thiện hay ác vẫn có thể vì người quen thuộc thân thích khi trước mà hiện hình một phen. Đây tuy là do ý niệm của người đó biến hiện, nhưng chủ yếu là do những thần thánh trong thế gian hỗ trợ nhằm bóng gió chỉ bày. Con người chết đi, thần minh thần thức chẳng diệt, và quả báo thiện ác chẳng phải là hư huyễn vậy. Nếu không, người dương gian chẳng biết đến việc cõi âm, mù quáng cho rằng người chết đi thân xác đã mục nát thì thần thức cũng phải phiêu tán, rồi bao người phụ họa theo, khiến cho người trong khắp thế gian cũng bị hãm trong hầm sâu tà kiến, chẳng có nhân quả, chẳng có đời sau hậu thế. Sẽ thấy người lành cũng chẳng tự nỗ lực tu đức, kẻ ác càng muốn cùng hùng cực ác tạo nghiệp. Dù có lời Phật dạy mà vẫn không có cách nào để chứng minh thì ai chịu tiếp nhận đây? Những chuyện hiện hình hiện bóng ấy
đủ chứng tỏ đời Phật chẳng dối, quả báo phân mình chẳng những người lành càng hướng tới điều lành, ngay cả kẻ ác cũng bị những tình lý ấy khuất phục, chẳng đến nỗi mười phần quyết liệt. Thiên địa quỷ thần muốn cho con người hiểu rõ việc ấy, nên mới có những chuyện người đã chết hiện thân trong cõi đời, người dương gian xử án cõi âm, đấy đều là vì muốn hỗ trợ Phật Pháp, giúp sức phô diễn trị đạo, lý này rất vi tế, nhưng quan hệ rất lớn, những chuyện như vậy xưa nay chắc trong sách vở rất nhiều, nhưng chưa hề nói rõ nguồn gốc của sự biến hiện đó, cũng như những lợi ích liên quan. Trung ấm tuy lìa thân xác, nhưng vẫn có tỉnh kiến về thân xác, giống như khi chưa chết. Đã có tỉnh kiến về thân xác, đương nhiên nảy sinh ý niệm phải có cơm áo để sử dụng. Do phàm phu nghiệp chướng quá nặng, chẳng biết ngũ uẩn vốn là không, nên người trong trạng thái trung ấm chẳng khác gì với người sống. Nếu là bậc đủ đại trí huệ, sẽ nhằm ngay lúc chút bỏ xác thân, không còn phải nương tựa nữa, nên biết ngũ uẩn là không, nên các khổ tiêu diệt, nhất chân hiển hiện và đức phô bày trọn vẹn. Tuy cảnh giới người sống và kẻ chết bất tất phải nhất định giống hệt nhau, nhưng nào trở ngại gì đến việc tùy tình kiến mỗi người mà có các thứ cần dùng. Ví như khi đốt quần áo giấy, người còn sống chỉ giữ ý tưởng gửi áo cho người chết, còn quần áo lớn nhỏ ngắn dài làm sao vừa vặn thích hợp cho được. Nhưng do tình kiến của người sống lẫn tình kiến của người chết, quần áo sẽ vừa vặn cả. Điều này giúp ta thấy được nghĩa lý lớn lao, hết thảy các pháp tùy tâm chuyển biến. 12. Luận về bốn cõi tịnh độ. Hai cõi phàm thánh đồng cư và phương tiện hữu dư là ước theo phàm phu đới nghiệp vãng sanh và tiểu thánh nhị thừa, đã đoạn kiến tư hoặc mà lập, chứ chẳng thể ước theo Phật mà luận. Nếu ước theo Phật mà nói, thì chẳng những toàn thể bốn cõi tịnh độ đều là tịch quang, mà ngay cả đầy ác ngũ trược, tam đồ ác đạo, không sự gì Phật chẳng thấy là tịch quang. Vì thế nói, tỷ lô giá na ở khắp mọi nơi, chỗ Đức Phật ở gọi là thường tịch quang. Khắp mọi nơi là thường tịch quang, thì chỉ bậc đã chứng ngộ viên mãn pháp thân tỷ lô giá na quang minh chiếu khắp mới thọ dụng được thôi. Còn mọi người khác đều mới chỉ chứng được vài phần, từ thập tín trở xuống cho đến phàm phu. Về lý thì có thường tịch quang tịnh độ, nhưng về sự thì chẳng có. Nếu muốn hiểu rõ, hãy nghiên cứu phần luận về bốn cõi tịnh độ trong sách Di Đà Yếu Giải. Sách Phạm Võng Huyền Nghĩa cũng giảng đầy nghĩa này. Tỷ lô giá na hán dịch là quang minh biến chiếu hoặc biến nhất thiết xứ, chính là cực quả rốt ráo của chư Phật, là hiệu chung của những vị đã chứng viên mãn pháp thân thanh tịnh. Viên mãn báo thân lô xá na cũng thế, như Thích Ca Di Đà, Dược Sư, A Xúc Bệ, vân vân, chỉ là những danh hiệu riêng của các hóa thân Phật mà thôi. Chữ lô xá na hán dịch là tịnh mãn, do hết sạch hoặc nghiệp viên mãn trọn vẹn phước huệ, nên ước theo quả báo do trí đức và đoạn đức cảm thành mà gọi như vậy. Phải biết rằng thật báo tịch quang vốn là một cõi, ước theo quả cảm, bởi xứng tánh thì gọi là thật báo, ước theo lý được chứng rốt ráo thì gọi là tịch quang. Sơ trụ mới dự vào thật báo, chứng được một phần tịch quang diệu giác mới là thượng thượng thật báo, rốt ráo tịch quang. Như vậy, từ sơ trụ cho đến đẳng giác đều chỉ chứng được vài phần hai cõi này. Đối với cực quả diệu giác thì hai cõi ấy đều là rốt ráo. Nói đến thật báo là chỉ ước về phần chứng, nói đến tịch quang là chỉ ước về cứu cánh. Tịch quang vô tướng, thật báo có đủ cả vi trần số, chẳng thể nghĩ bàn hòa tạng thế giới hải vi diệu trang nghiêm. Ví như hư không vốn chẳng phải là các tướng, nhưng hết thảy các tướng đều do hư không mà phát hiện, lại như gương báu rỗng sáng trong suốt, trọn chẳng có một vật gì, nhưng hễ hồ đến, hồ liền hiện bóng, hán đến, hán liền hiện bóng. Thật báo và tịch quang tùy một mà hai, tùy hai mà một. Vì muốn cho người dễ hiểu nên nói là hai cõi. Trong bốn cõi tịnh độ, người đới nghiệp vãng sanh sống trong đồng cư, người đoạn kiến hoặc sống trong phương tiện, người phá vô minh sống trong thật báo, người hết sạch vô minh trụ trong cõi tịch quang. Thêm nữa, thật báo là ước theo quả báo cảm thành mà nói, tịch quang là ước theo lý tánh được chứng mà nói. Chúng vốn thuộc một cõi, nhưng giảng như vậy cho người ta dễ hiểu. Vì thế, người phần chứng thuộc vào thật báo, người mãn chứng thuộc về tịch quang. Chứ thực sự trong cả hai cõi đều có đủ cả phần chứng lẫn mãn chứng. Trong văn sao tôi đã từng trình bày tường tận. Cõi đồng cư tuy có đủ ba cõi kia, nhưng người chưa đoạn hoặc chỉ thọ dụng được cảnh đồng cư. Dù là cảnh của người đới nghiệp vãng sanh nhưng chẳng thể gọi đó là cõi phàm phu, vì họ đều đạt được ba thứ bất thoái. 13. Luận về xá lợi.
Xá lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là thân cốt, xương nơi thân, hoặc dịch là linh cốt, xương thiêng, do sức giới định huệ của người tu hành tạo thành, chứ chẳng phải do luyện tinh khí thần mà được. Đấy chính là biểu tượng tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật vậy. Chẳng phải chỉ chết đi đem thiêu mới có, mà ngay khi còn sống, xương thịt tóc nơi thân đều có thể biến thành xá lợi cả. Xưa có vị cao tăng nhân tắm gội mà được xá lợi. Ngày Tuyết Nham Khâm thiền sư cạo đầu, tóc biến thành xá lợi. Lại có người trí tâm niệm Phật, trong miệng có xá lợi. Lại có người khắc in sách Long Thư Tịnh Độ, tìm được xá lợi trong bản khắc. Lại có người theo hình Phật, theo kinh, nơi mũi kim đông xuống, liền được xá lợi. Lại có người chết đi đem thiêu, xá lợi vô số, môn nhân ai nấy đều được. Có một người đi xa chưa về kịp, đến lúc trở về cúng quải trước tượng, cảm khái đau buồn, liền nhặt được xá lợi trước tượng. Ngày Thiêu Hóa, Trường Khánh Nhàn Thiền Sư, trời nổi trận gió lớn, khói tỏa xa 30-40 dặm, khói bay đến đâu chỗ đó đều có xá lợi, nhặt gom lại được hơn 4 thạch. Nên biết rằng xá lợi do đạo lực cảm thành, kẻ luyện đàn chẳng biết nguyên do, cứ ước đoán lầm lạc là do tinh khí thần cảm thành. 14. Luận về tí hương. Tí hương là đốt hương trên cánh tay, linh phòng lão nhân, tổ trí húc ngẫu ích, hàng ngày trì hai kinh Lăng Nghiêm Phạm Võng, nên ngày thường đốt hương, chỉ vì hết thảy chúng sinh không ai chẳng tiếc thân mạng, bảo trọng thân mình. Đối với những loài khác thì giết thân chúng, ăn thịt chúng, tâm cảm vui vẻ, còn mình bị muỗi đốt gai đâm sẽ khó chịu đựng được. Trong các kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm Phạm Võng vân vân, Đức Như Lai khen ngợi khổ hạnh dạy đốt thân, cánh tay, ngón tay để cúng dường chư Phật, hòng đối trị tâm tham và tâm yêu tiếc, bảo trọng tự thân. Trong lục độ, pháp này thuộc về bố thí độ. Bố thí có nội ngoại bất đồng, ngoại bố thí là quốc thành vợ con, nội bố thí là đầu mắt tủy não. Đốt hương đốt thân đều gọi là xả, phải trí tâm khẩn thiết, cưỡng mong tam bảo gia hộ, chỉ mong mình lẫn người, nghiệp tiêu huệ sáng, tội diệt phước tăng, nói là mình người, nhưng thật ra là vì mình, lại đem công đức ấy hồi hướng cho pháp giới chúng sanh nên gọi là mình người. Chọn chẳng được mảnh may khởi tâm cầu tiếng tâm, cầu phước lạc nhân thiên thế gian, chỉ vì trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh mà làm, thì công đức sẽ vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Đấy gọi là tam luân thể không, bao gồm trọn vẹn tứ hoàng thể, do tâm nguyện nên công đức rộng lớn, do tâm nguyện nên chóng đạt được quả báo. Nếu như tâm trộm hư danh, đem cái tâm chấp trước mà bắt trước hành hạnh trừ khử chấp trước, thì đừng nói là đốt hương trên cánh tay, dù đốt cả toàn thân vẫn chỉ là khổ hạnh vô ích. Ấy là vì do tâm chấp trước, vì mong được danh dự, chẳng hiểu nghĩa lý tam luân thể không, mà cũng chẳng gồm chọn bốn hoàng thệ nguyện, khiến pháp phá trừ thân kiến của Như Lai trở thành pháp khiến thân kiến càng thêm kiên cố. Tội phước do tâm mà chia, quả báo do tâm mà khác. Vì thế Kinh Hoàng Nghiêm nói, bỏ uống nước thành sữa, rắn uống nước thành nọc độc. Kẻ trí học thì chứng niết bàn, người ngu học đến càng tăng thêm sanh tử. Tâm Bồ Tát hệt như thái hư, không gì là chẳng bao quát. Vì muốn lợi lạc chúng sanh nên bày mọi phương tiện, trước là dùng dục để lôi kéo, do mới khiến nhập Phật trí, chớ dùng trí kế phàm phu để suy lầm, suy lường lầm lạc. Vì các ngài đã chứng pháp nhẫn, chọn không còn có nhân ngã, chỉ muốn nhiếp thọ hết thảy chúng sanh và biển pháp đại giác của Như Lai. Nếu sò đỏ tính toán sẽ thuộc về tình kiến, chẳng thể ngầm khế hợp với đạo phủ nhận ngã. Nói bố thí độc mắt tủy não là sự thật, còn nói bố thí cả kỹ nữ thể nữ chẳng qua là để diễn tả tâm bố thí rộng lớn của Bồ Tát. Chớ vì từ hại ý chấp chết lời nói, nếu chấp cầu nguyện, nguyện kỹ nữ đầy rẫy trong A Tăng Kỷ thế giới là sự thật thì biết an bài họ vào đâu đây? Câu nói ấy hiển thị Bồ Tát bỏ cả trong đất ngoài, chọn chẳng tham tiếc, trong thì bỏ cả đầu mắt tủy não, ngoài thì bỏ quốc thành vợ con, chẳng sanh tham chấp với bất cứ một pháp nào. Vì thế ở trong sanh tử chỉ mình Bồ Tát được giải thoát. Những kẻ nhận bố thí kia do được nguyện lực của Bồ Tát nhiếp trì nên sẽ ngay trong lúc này hoặc trong đời sau không kẻ nào chẳng đích thân được hưởng lợi ích liễu sanh thoát tử. Như vua Cà Lợi Cắt Chặt thân thể nhẫn nhục tiên nhân, sau này trở thành người được Phật độ đầu tiên là ngài Kiều Trần Như. Phàm phu tiểu trì tiểu kiến há có thể suy lường được tâm đại Bồ Đề lượng như thái hư ư? Phải biết rằng phàm phu chưa đắc pháp nhẫn, trong tầm ngưỡng mộ đạo Bồ Tát, nhưng hành sự phải thuận theo lý thường của phàm phu,
nếu không sẽ có thể gây trở ngại cho việc gìn giữ duy trì đạo pháp. Nếu chưa chứng vô sanh pháp nhẫn, dù chẳng duy trì pháp đạo, cũng chẳng nên học theo Bồ Tát bỏ đầu mắt tủy não vân vân, bởi tự lực chẳng đủ, chẳng kham nhẫn thọ, cả mình lẫn người đều chẳng được lợi ích gì cả. Phàm phu cứ căn cứ theo những điều phàm phu có thể làm được mà làm thì mới nên. 15. Luận về cảnh giới. Người niệm Phật lâm chung được Phật tiếp dẫn, tấy là chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao, dù chẳng lìa khỏi tâm nghĩ tưởng, nhưng chẳng thể nói là cảnh giới ấy chỉ do mỗi mình tâm tưởng hiện, tuyệt đối chẳng có chuyện Phật thánh nào đến nghênh tiếp cả. Tâm tạo địa ngục thì lâm chung tướng địa ngục hiện, tâm tạo Phật quốc thì lâm chung tướng Phật quốc hiện. Nói tướng tùy tâm hiện thì được, nhưng nói chỉ có tâm không có cảnh thì chẳng được. Nếu bậc Đại Giác Thế Tổn nói chỉ có tâm không có cảnh thì chẳng có lỗi gì, chứ nếu các hạ nói như vậy, ắt sẽ rớt vào tri kiến đoạn diệt, ắt thành tà thuyết phá hoại pháp môn tu chứng của Đức Như Lai, chẳng thể không dè dặt được. Nếu nói tỉ mỉ mỗi điều, ắt phí bút mực, biết một ắt sẽ suy được cả ba, không còn sót nghĩa nào. Phải biết rằng hiện tại không có pháp nhất định, do cái thấy của mỗi người khác nhau, nên hãy tạm gác những cảnh giới của Phật Bồ Tát lại đó, chỉ dùng những cảnh phàm tiểu để giảm rõ. Ông Tử Tấn là con vua Châu Linh Vương, học đạo tiên 7 ngày, khi xuất hiện ở Hầu Sơn thì đã qua đời Tấn, vì thế mới có thơ rằng: Vương tử khứ cầu tiên, đa thành nhập cửu thiên, động trung phương thất nhật, thế thượng kỳ thiên niên. Vương tử học đạo tiên, thành đạo dạo cửu thiên, trong động chỉ 7 bữa, trần gian gần nghìn niên. Chữ kỳ phải đọc giọng bằng, có nghĩa là gần. Từ đời Châu Đình Vương đến nhà Tấn, thời gian dài gần 1.000 năm. Lại như ông Lã Thuần Dương gặp Trung Ly Quyền trong quán trọ ở Hàm Đan. Ông Trung khuyên họ Lã học đạo tiên, họ Lã muốn được phú quý rồi mới học. Trung trao cho Lã một cái gối bảo hãy ngủ một giấc. Họ Lã bỗng thấy mình làm quan từ chức nhỏ đến chức lớn, rồi làm đến tể tướng, 50 năm phú quý vinh hoa thật ít có trong đời. Con cháu đầy nhà thường sung sướng không tai ương gì. Sau vì một chuyện chẳng hợp ý bề trên, bề tự thoái quan, lúc tỉnh giấc ra, chủ quán trọ còn đang nấu nồi cháo kê vàng. Trong mộng thấy ra vào làm tể tướng bao nhiêu là chuyện lớn, thời gian lâu cả 50 năm tỉnh giấc, nồi cháo kê vàng vẫn chưa nhừ. Đấy chẳng qua là cảnh do tiên nhân biến hiện, mà còn có thể trong một niệm biến hiện những sự nghiệp cảnh giới của cả 50 năm, huống hồ là cảnh giới của Phật, là vị trời trong trời, là thánh của các thánh, của các vị đại Bồ Tát đã chứng pháp thân. Vì thế ngài Thiện Tài vào trong đầu gác của Đức Di Lặc, vào trong một lỗ chân lông của Đức Phổ Hiền, đều ở trong mười phương thế giới hành lục độ vạn hạnh, trải Phật sát vi trần số kiếp. Xem đoạn văn ấy, ông còn có thể suy lường được chăng? Phải biết rằng ba đời không thật thể, còn là phận phàm phu, thì chỉ thấy được cảnh giới của phàm phu, chẳng được vin vào cảnh giới phàm phu thấy được đó mà bảo cảnh giới của Phật Bồ Tát cũng giống như thế, chẳng có gì khác. Này tôi dùng ví dụ để giảng rõ, như gương soi tỏ mấy mươi tầng núi sông lầu gác, thật chẳng có gần xa, nhưng gần xa rảnh rảnh, sắc pháp thế gian quả như thế, huống là bậc đã chứng tâm pháp duy tâm tự tánh ư, bởi thế mới nói ư nhất hào đan, hiện bảo vương sát, tọa vi trần lý, chuyển đại pháp luân. Trên đầu sợi lồng hiện cõi bảo vương, ngồi trong vi trần, chuyển đại pháp luân. Mười đời xưa nay, trước sau chẳng lìa đương niệm, vô biên cõi nước, chẳng ra cách một khoảng nhỏ bằng đầu sợi lông. Phàm những gì thuộc về cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thì hãy nên ngửa tin lời Phật, đừng suy lường rằng, nếu như khẩn thiết đến cùng cực, sẽ tự hiểu rõ hết, cũng chẳng cần phải hỏi ai khác cả. Nếu chẳng khẩn thiết chí thành, dù ra sức lễ bái chỉ tụng, nhưng cứ suốt ngày đem những cảnh giới mà phàm phu chẳng thể suy lường được để cuồng vọng suy lường, thì có khác gì đi theo vết xe đổ của Huyễn Nhân Pháp Sư. Dù có muốn chẳng vướng lấy tội báo, báng Phật, báng Pháp, báng Tăng cũng chẳng thể được. Biết lệnh nghiêm có rất nhiều điều linh cảm, tôi khôn ngàn bội phục. Như ước về lúc thọ Pháp, nếu đại sĩ cùng thiên long bát bộ cùng hiện, thì mật tông vẫn có cấm giới chẳng cho tuyên truyền diệu cảnh. Đấy phải chăng là vì lòng sủng phụng trong sạch bền chắc mà ngài thuận lòng thị hiện chăng? Nếu hiểu như vậy, nhất định người được thấy diệu cảnh đó phải có sở chứng. Nếu người ấy không có sở chứng, nhất định thánh chẳng tùy tiện ứng hiện xuông. Còn như việc thấy ứng thân, như luận khởi tín đã nói,
Thì đó là tình cảnh người niệm Phật lúc lâm chung, vì chưa phá được vô minh nên ứng thân báo thân pháp thân người ấy được thấy, đó đều chẳng phải là do thiện căn của người ấy mà được thấy. Bồ Tát ứng hiện ở Phạm Âm Động tại Phổ Đà cũng là phương tiện quyền biến để tăng trưởng tín tâm cho chúng sanh, nên người người được thấy, nhưng chẳng thể lấy đó làm chứng cứ. Nếu cứ vin vào đó, ắt sẽ khiến hết thảy mọi người đều dựa dẫm vào đó mà đồn thổi. Người xưa được thấy Bồ Tát Văn Thù ở Vũ Đài rất nhiều, nhưng đều là những vị có đại nhân duyên hoặc là công phu tu tập sâu dày. Thế ai gặp Ngài đều có điểm chứng ngộ giải nhập. Năm Quang Tự thứ 12, Quang Tồi triều bái Ngũ Đài, trước hết ngụ tại xưởng chế tạo lưu ly ở Bắc Kinh, tìm tác phẩm Thanh Lương Sơn Trí khắp nơi, nhưng chỉ tìm được một bộ thường xem hàng ngày. Do trời lạnh đến tháng 3 mới đến được núi, ở trên núi hơn 40 ngày, thấy những người lên núi triều bái, đa số nói được thấy Bồ Tát Văn Thù, nhưng người thật sự hành trì rất ít. Thế mới biết là những người lên núi triều bái nói được thấy Bồ Tát đều chỉ nói dựa theo những tích truyện của cổ nhân để khoe khoang đó thôi. Nếu ai thật sự được thấy, ắt sẽ giấu kín vàng thau khác biệt. Nếu không, Ngài Văn Thù chẳng tự trọng khinh thị hiện thân còn ra thế nào nữa. Lý tức Phật, hết thảy chúng sanh đều có, chứ chẳng phải chỉ riêng người nghịch trần hiệp giác. Nếu là hạng nghịch trần hiệp giác thì đã thuộc về danh tự tức Phật. Ông Ích Nọ khoe khi nhập định giống hệt như Tỳ Lô Giá Na, khi xuất định lại vẫn là phàm phu, nhưng chẳng biết hổ thẹn còn lớn tiếng khinh người. Nếu thật sự giống hệt như Tỳ Lô Giá Na, quyết chẳng đến nỗi vẫn là phàm phu. Ông ta toàn dùng mật tông để lẻ người, chẳng biết rằng quang tôi dù chẳng biết mật tông đi nữa, lẽ nào chẳng biết đúng sai, dễ hồ lung lạc được ư? 16. Luận về thần thông. Đạo Tế Thiền Sư là bậc thánh nhân đại thần thông. Ngài muốn khiến cho hết thảy mọi người sanh tín tâm nên thường hiển hiện những sự chẳng thể nghĩ bàn. Người Ngài ăn thịt uống rượu để giấu kín cái đức của bậc thánh nhân là vì muốn cho những kẻ ngu tưởng Ngài là kẻ điên rồ không pháp tắc, nhân đó chẳng tin tưởng Ngài. Nếu không làm thế, Ngài sẽ chẳng thể trụ trong thế gian. Phật Bồ Tát hiện thân, nếu thể hiện giống như phàm phu, thì các ngài chỉ dùng đạo đức để giáo hóa người, tuyệt đối chẳng hiển hiện thần thông. Nếu hiển hiện thần thông sẽ chẳng trụ trong thế gian được. Còn nếu hiện làm kẻ tiên dù, dù có hiển thị thần thông cũng chẳng trở ngại gì. Chớ bằng người tu hành ai nấy đều nên uống rượu ăn thịt, người lành thế gian còn chẳng uống rượu ăn thịt, huống hồ là đệ tử Phật. Muốn giáo hóa chúng sanh mà chính mình chẳng y giáo phụng hành, thì chẳng những làm cho người khác chẳng tin, mà còn khiến họ thoái thất tín tâm nữa. Vì thế chẳng được học đòi uống rượu ăn thịt. Ngài Đạo Tế ăn những con vật chết, ói ra những con vật sống. Ông ăn con vật chết vào, còn chưa ói ra thịt, còn nguyên hình dạng được nổi. Làm sao học đòi Ngài ăn thịt cho được? Ngài uống rượu vào, bèn nhả ra vàng để thép tượng Phật, khiến cho vô số cây gỗ lớn từ trong giếng trồi lên. Ông uống rượu vào, muốn cho nước từ giếng dưới giếng trào lên còn không được. Làm sao học đòi Ngài uống rượu cho được? Chuyện về Tế Công có đến mấy mạng, nhưng chuyện Túy Bồ Đề hay nhất. Gần đây có đến 8 bản khác nhau lưu thông, đa phần là những bản do người đời sau thêm thắt vào. Chuyện Túy Bồ Đề cả văn lẫn nghĩa đều hay, những chuyện được kể trong ấy đều là những sự thực khi ấy. Thế nhân chẳng biết nguyên do, không bắt chước bừa theo thì cũng hủy báng sảng bậy. Học bừa theo đó sẽ quyết định phải đoạn địa ngục. Hủy báng sảng bậy tức là dùng chi kiến phàm phu để suy lường thần thông của thánh nhân cũng mắc lỗi, nhưng so với kẻ học bừa theo tội còn nhẹ nhiều hơn lắm. Thấy những điều chẳng thể nghĩ bàn của Ngài phải nên sanh lòng kính tin. Thấy Ngài uống rượu ăn thịt chẳng chịu bắt chước làm theo thì sẽ được lợi ích, chẳng bị tổn hại vậy. Người có thể hoằng đạo chứ đạo chẳng thể hoằng người. Thế gian lạn lạc là do nghiệp ác của đồng phận chúng sanh cảm thành. Các thuyết tả vậy cũng thế, cũng do cùng nguyên do ấy. Phong tục thế gian biến đổi lúc thật đầu đều là do một hai kẻ phát khởi, yên bình loạn lạc tà chánh, không gì đều chẳng như thế cả. Sao chẳng xét đến sức người để chuyển biến, lại cứ quy vào sức thần thông của Phật Bồ Tát để hòng chuyển biến vậy? Chẳng phải là Phật Bồ Tát chẳng thể hiển thị thần thông biến hiện, khổ nỗi chúng sanh nghiệp nặng nên dù có biến hiện cũng vẫn như không. Ví như mây dày sương đậm mờ mịt, chẳng thấy được mặt trời giữa ban ngày, bèn bảo là chẳng có mặt trời ư? Con người cùng trời đất gọi là tam tài, tăng và Phật pháp gọi là tam bảo.
Gọi như vậy là do căn cứ vào ý nghĩa hỗ trợ tán dương công sanh trưởng của trời đất, Quảng Dương Đạo Pháp mà đặt tên. Ông cứ muốn bỏ nhân lực bám vào sức của Phật Bồ Tát trời đất có còn đáng bảo là biết đạo chăng? Đời đại loạn, đại bi Bồ Tát thị hiện cứu độ cũng chỉ cứu được kẻ hữu duyên. Vì loạn lạc chính là đồng nghiệp, còn túc nhân hiện duyên, duyên hiện tại là biệt nghiệp. Có biệt nghiệp cảm được Bồ Tát thì sẽ được Bồ Tát gia bị cứu hộ. Há nên ngông nghênh bàn bạc ư? Những việc phương tiện thuận nghịch cứu hộ chúng sanh của Bồ Tát chẳng phải là chuyện kẻ hiểu biết lầm lạc hẹp hòi có thể thấu hiểu được đâu. Này tôi vì ông nói một thí dụ để từ đó mà suy, rồi đừng nói Bồ Tát thật là oan gia, cũng như để tạo thành nền tảng tốt đẹp, hòng nhập đạo thành Phật. Chư Phật lấy tám khổ làm thầy để thành đạo vô thượng, như vậy khổ là cái gốc để thành Phật. Thêm nữa, Phật dạy đệ tử lúc ban đầu phải tu bất tịnh quán, quán lâu ngày ắt có thể đoạn hoặc chứng chân thành A-la-hán. Như vậy bất tịnh lại là cội gốc của thanh tịnh. Người ở Bắc Câu Lô Châu hoàn toàn chẳng khổ nên chẳng thể nhập đạo. Trong Nam Diêm Phù Đề sự khổ rất nhiều nên người nhập Phật đạo để liễu sanh tử không thể tính nổi số. Giả sử thế gian tuyệt chẳng có các khổ sanh lão bệnh tử, đau binh, thủy hỏa vân vân thì ai nấy đều sống say chết ngủ trong lạc thú phóng dật. Có ai chịu phát tâm xuất thế để liễu sanh tử đâu? Ngay cả kẻ thống lãnh quân mạnh giữ địa vị cao gây bao việc khổ não chúng sanh, biết đâu là bậc đại bi thị hiện đó chăng? Nghĩa này chỉ có thể nói cùng người thông suốt, đừng nói với kẻ vô tri vô thức. Nếu là người thông suốt, dù thật sự là ác ma cũng có thể được lợi ích. Còn người vô tri vô thức, nếu biết đến nghĩa này, ắt sẽ chẳng biết phát tâm tu hành, chán lại còn hủy báng Phật Pháp. Ví như dùng thuốc, trẻ nhỏ chẳng thể uống thuốc, bèn bôi lên vú thì nó dù không uống cũng thành uống. Ông toàn làm bậc thông suốt, nhưng triển khai rộng lớn nghĩa này thì hại người rất nhiều, lợi người rất ít. Xin hãy thầm tâm niệm, đừng bàn nói ẩu, cảnh giới của Phật Bồ Tát phàm phu chẳng thể suy lường được đâu. 17. Luận về bí truyền. Này các ngoại đạo, không đạo nào chẳng dùng cách bí truyền để dẫn dụ, kêu gọi kẻ vô tri theo đạo họ. Lúc nguyện gia nhập, ắt phải phát thệ, từ giày về sau, nếu phản lại đạo, ắt sẽ mắc ác báo như thế này, như thế nọ. Thật sự ra, đa phần là những pháp dối người, do chót phát thệ, dù có biết những sai trái trong đạo, cũng chẳng dám trái nghịch hoặc phơi bày ra. Các cách phát thệ bí truyền của ngoại đạo ràng buộc làm con người lầm lạc quá đáng vậy. Đức Phật ta chẳng có pháp bí truyền, đối với một người ngài cũng nói thế, với vạn người phải cũng dạy như thế. Cửa đóng then cài, bên ngoài đặt người tuần hành canh gác, chỉ cho một người vào thì thầm chẳng cho người ngoài nghe được. Những đạo như thế chẳng có chuyện quang minh chánh đại gì đâu, mong các vị hiểu được tệ nạn ấy nên tôi mới lược thuật vậy. Nếu có bí quyết mầu nhiệm chỉ khẩu truyền ở chỗ kín đáo thì chính là tà ma ngoại đạo, chẳng phải là Phật Pháp. 18. Luận về cầu cơ. Những lời giáng cơ trong đàn cầu cơ đa phần là do những linh hồn dựa dẫm vào tri thức của người xoay cơ mà nói ra. Nếu nói về đạo lý thế gian còn đúng được nhiều, chứ nói đến Phật Pháp thì do chính mình chẳng biết bèn bịa ra các lời nhảm nhí. Cầu cơ đa phần là các linh hồn giả mạo Phật, tiên, thần, thánh, những hồn kém cỏi chẳng có sức thần thông. Những hồn khá hơn sẽ biết được tâm người nên dựa dẫm vào sự thông minh và tri thức của người phó cơ để nói này nói nọ. Ông Kỷ Văn Đạt nói, cầu cơ đa phần là linh hồn giả danh giáng cơ. Tôi của người Anh tên là Thản Nhiên, cùng phò cơ. Tôi biết làm thơ nhưng chữ viết không ra gì. Tôi phò cơ thì thi tử mẫn tiệp nhưng chữ viết nguệch ngoạc xiên xẹo. Thản Nhiên phò cơ thì thơ tử tầm thường, chữ viết sắc sảo. Với những hồn giả mạo cổ nhân, nếu chú tâm hỏi vào những điểm bí nhiệm quan yếu, bèn lại cớ năm tháng cách xa chẳng còn nhớ gì nữa, nên biết hồn ấy chẳng phải thật. Như vậy cái linh ứng của những hồn ấy chỉ là chúng có thể dựa vào những điều đã biết trong tâm của người hiện tại để mượn dùng. Với những điều tuy có trong thức điển nhưng trong cái thấy biết hiện tại của đương nhân không có, hoặc người ấy chẳng biết đến nghĩa đó thì hồn chẳng thể dạy gì về điều ấy được. Sánh với tha tâm thông của bậc nghiệp tận tỉnh không, khác nhau một trời một vực, nhưng xét về khí phần thì có vẻ tương tự mà thôi. Tôi là chỉ sợ quý vị bị mê hoặc bởi những lời giáng cơ, nên chẳng thể không dẫn chứng để phân trần vậy. Gần đây các đàn cơ ở Thượng Hải rất thịnh hành. Những lời khai thị sửa lỗi hướng thiện, tiểu luân hồi, tiểu nhân quả của các đàn cơ ấy
đều rất có ích đối với thế đạo nhân tâm, nhưng những lời giảng về cõi trời, về Phật Pháp toàn là những lời lẽ quảng xiên. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng thể bài xích Pháp ấy vì sẽ mắc lỗi ngăn trở người khác hướng thiện, nhưng cũng chẳng thể phụ họa tán dương Pháp ấy bởi những lời giáng cơ về Phật Pháp toàn là ước đoán, chỉ e gây thành cái họa, hoại, loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh. 19. Luận về luyện đan. Phật Pháp chỉ dạy người dứt ác tu thiện, minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Toàn bộ Đại Tạng Kinh chọn chẳng có lấy một chữ dạy người vận khí luyện đan, cầu thành tiên bay lên trời, trường sanh bất lão chi cả. Thời kỳ đầu dân quốc, gã dân ma Liễu Hoa Dương soạn Huệ Mạng Kinh, tận dụng kinh Phật lời tổ để chứng minh cho pháp luyện đan, xoay chánh thành tà, dùng pháp báng pháp. Người chưa mở mắt thấy tà thuyết đó ngỡ là chân thật, đánh mất chánh kiến mãi mãi. Lời lẽ sự tu hành của họ đều là phá hoại Phật Pháp, nhưng vẫn hiu hiu tự đắc cho mình may mắn gặp được chân thừa, được nghe chánh pháp, đúng là nhận giặc làm con, nấu cát thành cơm. Một gã lòa dẫn đũa mù kéo nhau xa hầm lửa, chẳng đáng buồn ư? Phàm một pháp luyện đan chẳng phải là không lợi ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, cao nhất là thành tiên bay lên trời. Pháp ấy còn chưa phải là chân truyền của lão tử, huống hồ là chánh đạo của Phật Pháp ư? Khổng Tử nói, triều văn đạo, tịch tử khả hĩ, sáng nghe đạo, tối chết cũng đành. Lão tử nói, ngô hữu đại hoạn vi ngô hữu thân, ta có mối lo lớn là ta có thân. Nếu lãnh hội được những lời ấy sẽ chẳng bị bọn luyện đan kia mê hoặc. Hãy đọc kỹ các sách An Sĩ Toàn Thư, Cư Sĩ Truyện, Bình Tâm Luận, Cây Cổ Lược. Thì gương sáng đặt trên đài, tốt xấu tự phân, lò nung thử vàng, thật giả rạch ròi. Trộm nghĩ nguồn gốc của thích và đạo chẳng hai, nhưng nhánh nhóc chi phái khác xa nhau, một trời một vực. Phật giáo dạy người trước hết tu tứ niệm xứ quán, quán thân bất tịnh, quán thọ đà khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nói biết thân thọ tâm pháp đều thuộc huyễn vọng, khổ không vô thường, vô ngã, bất tịnh, thì chân như diệu tánh sẽ tự hiển hiện. Nếu ước theo nguyên sơ chánh truyền, thì đạo giáo cũng chẳng lấy việc vận khí luyện đan, chỉ cầu trường sanh làm trọng. Đời sau tu hành theo đạo giáo, không một ai là chẳng coi pháp ấy là chánh tông. Phật giáo không điều lớn lao nào chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng đề cập đến. Chẳng những phát huy đạo lý thân tâm tánh mạng đến hết sạch không còn sót, mà ngay cả những điều nhỏ nhặt như hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ của thế đế, mảy may điều thiện nào cũng chẳng bỏ sót. Chỉ riêng đối với việc luyện đan vận khí không có lấy một chữ nhắc đến, nhưng đệ tử Phật phải kiêng dè sâu xa đừng luyện đan, bởi một đằng dạy người biết thân tâm là huyễn vọng, một đằng lại dạy người chấp chặt thân tâm là chân thật. Cái tâm vừa nói đó chỉ là tâm tùy duyên sanh diệt, chẳng phải là chân tâm sẵn có. Một pháp luyện đan chẳng phải là không có lợi ích, nhưng chỉ kéo dài được tuổi thọ, cao nhất là thành tiên bay lên trời. Nếu bảo là pháp để liễu sanh thoát tử thì chỉ là lời nói mớ mà thôi. 20. Luận về tu hành, xử sự phải phù hợp, thích nghi. Đối với pháp niệm Phật phải tùy theo sức lực của mỗi người. Tùy tiện niệm ra tiếng, niệm thầm, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, không cách nào là chẳng được. Lẽ nào cứ một mực niệm lớn tiếng, đến nỗi tổn hơi thành bệnh vậy? Căn bệnh nặng của ông do khí bị thương tổn mà ra, nhưng thật sự nó do nghiệp lực từ vô lượng kiếp biến hiện. Do ông tinh tấn niệm Phật, nên chuyển hậu báo thành hiện báo, chuyển báo nặng thành báo nhẹ. Chẳng biết là do căn bệnh này sẽ tiêu trừ được tội tam đồ ác đạo trong bao nhiêu kiếp số. Phật lực khó nghĩ lường, Phật ân khó báo, hãy nên sanh lòng vui mừng, nghĩ mình may mắn lớn lao, sanh lòng tin trong sạch lớn lao, dùng một pháp tịnh độ tự hành, dạy người, mong sao quyến thuộc trong nhà, cùng hết thảy những ai hữu duyên, cùng sanh Tây Phương, thì mới chẳng phụ căn bệnh này, mới khỏi phụ ân Phật vì mình hiện thân Phật. Vì mình hiện thân vậy, học Phật phải chuyên lấy việc tự liễu ngộ làm chánh, nhưng cũng phải tùy phần tùy sức làm các công đức. Phải là người có sức lớn lao mới hỏng triệt để buông xuống, triệt để khỏi được. Người căn cơ trung hạ, nếu không làm gì hết, sẽ liền thành biếng nhác, chây lười. Đã chẳng hiểu đúng tự lợi, mà đối với việc lợi người cũng gác bỏ hết, trở thành cái tệ như Dương Tử. Dù nhổ một cái lông làm lợi cho người khác cũng chẳng chịu làm. Vì thế phải hành cả hai pháp hỗ trợ cho nhau, nhưng chú trọng vào mặt tự lợi. Cũng đừng hiểu lầm lời cư sĩ Nhị Lâm, Bành Tế Thanh. Hiểu lầm thì đắc tội với ông Nhị Lâm chẳng nhỏ.
Ý của bạn Nhị Lâm là chuyên chú tự lợi, chứ chẳng phải là phế sạch việc tùy phần tùy sức dạy người tu theo pháp môn tịnh độ đâu. Việc lợi người chỉ có hàng Bồ Tát mới gánh vác nổi, ngoài ra ai dám nói những lời lẽ lớn lao ấy. Về căn cơ trung hạ, tùy phần tùy sức làm việc lợi người mới phù hợp với đạo lý tu hành tự lợi. Bởi lẽ pháp môn tu hành có lục độ vạn hạnh, tự mình chưa độ thoát thì việc lợi người vẫn thuộc về tự lợi. Nhưng chẳng thể chuyên chú vào hình thức bề ngoài mà làm. Người tu hành thật sự thì dính vào chuyện khác làm chi? Chỉ vì do chưa thể buông cả toàn thân xuống, cắt đứt vạn duyên được thì chẳng ngại gì đeo đẳng trong lòng để vớt vát lấy một nửa mà thôi. Niệm Phật tuy trọng chí thành thanh khiết, nhưng nếu bệnh nhân không đủ sức thì cứ giữ lòng chí thành thầm niệm hoặc niệm ra tiếng, công đức vẫn giống hệt như vậy. Bởi lẽ Phật tử rộng lớn, như cha mẹ lúc thấy con cái bệnh khổ ắt chẳng nệ vào những nghi thức lúc bình thường để trách móc gì, lại còn đến vỗ về xoa nắn thân thể con, rửa sạch những dơ bẩn. Nếu con bệnh đã lành mà vẫn đối xử với cha mẹ hệt như lúc còn đang bệnh thì sẽ bị sét đánh vậy. Lập thân xử thế gìn lòng thì dù là ngu hay hiền đều phải cung kính, chẳng sanh lòng ngạo. Hành sự thì thân hiền, xa ngu, giữ ưu bỏ kém. Như thế sẽ tránh khỏi cái tệ lây phải tính xấu, cũng như giữ cho mình khỏi bị lầm lạc. Chuyện thiên hạ có cái lý nhất định, nhưng không có pháp nhất định. Nếu chẳng dựa vào sự tình để định đoạt, như chấp chết vào toa thuốc để trị biến chứng, thì người sống sẽ ít, kẻ chết lại nhiều. Phải tình hợp với lý, pháp phù hợp sự thì mới nên. Thiên hạ vạn sự có cái lý nhất định, nhưng khi gặp chuyện phải vận dụng cái lý nhất định để hành xử sao cho thích nghi, lý phù hợp cùng quyền, pháp tương ứng với đạo thì mới nên. Phật pháp phải tùy theo căn tánh mỗi người mà thực hiện, chẳng thể chấp chặt vào quy cách truyền bá thông thường. Nếu trái nghịch căn cơ sẽ khiến người ấy bị mất lợi ích, liễu sanh thoát tử thù thắng. Có sao người ấy phải tự lượng được căn tánh để tu trì sao cho thích hợp. Vào thời Phật pháp Hưng Thạnh, dưới các triều Đường, Tống, người tại gia phần nhiều dùng cách hỏa táng. Nhưng này nên thuận theo thói tục chôn cất vì sợ kẻ công nệ luận bàn quảng xiên, chứ thật ra thiêu thì gọn gàng hơn. Qua 49 ngày hãy thiêu là ổn thỏa, còn chôn thì qua nhiều năm rất có thể hài cốt bị phơi bày. Cái lệ 3 năm tang chế chẳng dùng đến lễ nhạc, cố nhiên phải tuân thủ. Trước đời thanh, quan văn có thể xin nghỉ cư tang, quan võ chẳng được phép nghỉ cư tang, bởi việc quân chẳng thể sao nhãng được nên chẳng để tang. Bây giờ thạnh hành quan niệm bỏ thói thường là bất hiếu. Dù giữ đúng thời gian tang chế vẫn còn bị chê trách nữa là. Chúng ta nên theo đúng cổ lễ nhưng phải châm trước mà làm theo. Tuy chẳng thể biến cải ngay nhưng đừng có quá câu nệ là được. Liên xã mới mở phải có quy chế nhất định. Nữ nhân tuyệt đối chẳng được tham dự liên xã. Đừng bắt chước nơi khác buông tuồng. Chẳng thúc liễm đến nỗi một pháp chẳng lập, trăm mối tệ chen trúc nảy sinh. Rất quan trọng, rất quan yếu đấy. Trộm nghĩ thế đạo nhân tâm hiện thời suy sụp đến cùng cực, lại còn phung phí quốc khố so với trước kia thuế má nặng hơn gấp mấy lần. Mọi thứ đắt đỏ, dân không lẽ sống. Tai trời vạn người giáng xuống liên tiếp. Gặp phải thời buổi này muốn hoằng dương đạo pháp, chỉ còn cách khuyên những người tìm đến học, hãy học lấy yếu nghĩa nhà Phật. Với cha nói từ, với con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng vợ theo, ai thấy chọn hết bổn phận để làm nền tảng cho việc học đạo. Ngoài ra còn phải giữ lòng thành, chuyên chú lòng kính, khắc kỷ giữ lễ, hiểu nhân rõ quả, mong thoát khỏi luân hồi. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dù thiên tư cao đến cách mấy cũng phải y theo đây mà hành. Ngoài ra, những khi có thời gian có sức thì nghiên cứu hết thảy kinh luận cũng chẳng trở ngại gì. Cố sao tùy phận tu trì trong chính gia đình mình thì chẳng cần gì phải cất dựng phòng ốc cho nhiều, lại phải sắp đặt nhiều nhân viên. Đây kia qua lại càng phí thời gian. Đấy chính là cách tương kế tiệu kế để hoằng pháp bậc nhất trong hiện tại vậy. Muốn cầu vãng sanh, hãy nên buông bỏ thế gian này, cũng như buông bỏ cái tâm cuồng vọng quá phận, mong độ thoát chúng sanh giống như Bồ Tát. Tu cho chính mình chính là điều Bồ Tát phải làm đầu tiên. Nếu chính mình còn là phàm phu, lại toan đảm nhiệm việc ấy, thì chẳng những chẳng thể độ người, mà còn chẳng thể tự độ nữa. Không ít thiện tri thức thế gian mắc phải bệnh này. Nhưng cứ cho là mình có tâm Bồ Tát, phải biết rằng nếu có tâm ấy phải cầu vãng sanh trước đã thì mới có lợi ích. Nếu mình là Bồ Tát thì chẳng cầu vãng sanh còn được, chứ nếu không thì tai hại chẳng nhẹ.
Tâm cuồng vọng quá phận chính là chướng ngại lớn nhất đối với việc tu hành. Chẳng thể chẳng biết điều này. Trong lúc kiếp trượt thời loạn này, lẽ tất nhiên phải để sướng nhân quả báo ứng và pháp môn tịnh độ mới hỏng có lợi ích thật sự. Những kẻ ham cao trộm trội kia chỉ sợ những pháp ấy mà được đề xướng thì tiếng tăm giá trị của họ sẽ bị hủy hoại, nên thả để người khác chẳng hiểu chứ chẳng chịu xuôi theo môn phòng của chúng ta. Hãy thử hỏi họ, đối với những vật bên ngoài dùng để điều dưỡng sanh mạng, có thể nào cứ cố chấp vào một pháp chẳng chịu biến đổi trong thông suốt hay chăng? Mùa hạ dùng sắn dây, mùa đông khoác áo kiều, đói thì ăn, khát thì uống, mỗi ngày còn phải chọn lấy những điều thích nghi. Thế mà đối với việc bằng dương đạo pháp thì lại bất trí chẳng hợp lẽ như việc dưỡng sanh, vẫn còn bảo là thật sự muốn làm cho người khác được lợi lạc ư? Sáng lập liên xã ắt phải thanh tịnh thơm sạch, chủ nhân ắt phải cung kính trí thành, chẳng thể là hạng người ngạo mạn mà cũng chẳng thể là người thiếu khí tượng đức độ. Đối với mọi người đến tham dự đều phải đối đãi ôn hòa, cung kính khiêm tốn. Lúc chờ niệm Phật cũng như lúc niệm Phật xong đều chẳng được bàn chuyện nhà. Có những yếu nghĩa nào đáng bàn luận trình bày thì hãy bàn, nếu không ai nấy trở về chỗ mình. Nhưng ai quá nhỏ tuổi hãy nên tự niệm ở nhà. Nếu thường đến liên xã ở gần thì còn tạm được, chứ nếu đường xa, chỉ e nảy ý ham vui bên ngoài chẳng thể không cẩn thận. Lập liên xã bất quá chỉ là đề xướng trong địa phương mà thôi, phải lấy việc niệm Phật tại gia là chính. Người học Phật trước hết phải biết nhân quả, dè dặt cẩn trọng mà xử sự. Nếu đã có thể dè dặt cẩn trọng thì tà niệm sẽ tự tiêu, chẳng đến nỗi làm điều chẳng đúng pháp. Nếu chót làm, phải cực lực đoạn diệt thì mới là tu hành chân thật. Nếu không, học một đường làm một nẻo, tri kiến càng cao hành vi càng tệ. Đây chính là căn bệnh đã lậm vào xương tủy của những kẻ học Phật, tự xưng là bậc thông gia ngày nay. Nếu có thể luôn lấy việc tránh lỗi lầm làm điều mong mỏi, thì cứ học một phần sẽ được một phần lợi ích thật sự.